Hôm nay 14 tháng 5, cả ba miền có thời tiết nắng ráo là chủ đạo. Tuy nhiên phía Bắc có một khối không khí lạnh yếu tăng cường sắp tác động và thời tiết sẽ thay đổi. Sau đây là dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới ở cả ba miền. Khu vực Bắc Bộ. Từ chiều tối 15 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5, có mưa vừa, mưa to và có dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 120mm. Khu vực Bắc Trung Bộ, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối 15 tháng 5, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo ở cả ba miền, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá là cấp 1. Ngoài ra, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Báo Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật dự báo diễn biến mưa lớn trong những ngày tới.